chắc quay là họ cho chú khỉ à. Thì quán quay thật đã không? Mời các bạn đón xem trận đấu thứ hai giữa đội Mu Biếng và đội cấp 1 trận bán kết 2. Hiện nay đội Mu Biếng sẽ ở gần màn hình và đội Sóng Cốc sẽ ở bên kia. Đội Mu Biếng đã được 1-0 và số 9 Minh Chính hiện nay phát bóng. Vẫn còn Sóng Cốc 1 đã săn hoa rồi, 1-1. Đã chạm cột giới hạn rồi. Vẫn còn, vẫn là Văn Chiêu. Văn Chiêu đã ghi được điểm rồi, 2-2 cho Mu Biếng. Hiện nay khán giả đến đón xem rất là đông. Bỏ nhỏ, vẫn còn Bùi Văn Luyến truyền rồi, bỏ nhỏ rồi. Bỏ nhỏ, sau khi bỏ nhỏ đội Cốc 1 đã đẩy bóng ra ngoài. Văn Dương phát bóng. Rất tiếc phòng thủ của đội Mu Biếng đã không được chuẩn xác, đã đưa bóng ra ngoài rồi. Phát bóng ra ngoài, điểm cho Mu Biếng là 4-3. Vẫn còn. Ở vòng loại bảng thì Mu Biếng đưa đội Cốc 1, và hiện nay hai đội là lại gặp lại nhau ở vòng bán kết này, ở trận bán kết này. Bỏ nhỏ, các cầu thủ của đội Cốc 1 đa số là các cầu thủ rất là nhỏ bé, ba cầu thủ là còn là học sinh. Không được rồi, 3-4 cầu thủ toàn là học sinh. Rất là tiếc, đánh bóng không qua rồi, 5-7 rồi. Hiện nay Sóng Cốc 1 đang lên điểm, đuổi điểm.
điểm cho Mu Miệng. Lối sang chân của đội top 1. Phải nói trận bán kết 2 này đánh hay hơn ở bán kết 1. Đánh với mức độ nhanh hơn. Xóm cốc đánh bóng mặt tay chắn rơi xuống phần sân của đội Mưu Biện. Hay. Chín sáu cho Mưu Biện, hiện nay cách biệt điểm là 3 điểm. Văn Đức đánh bóng rất hay của cầu thủ số 4 cấp 1. Cầu thủ số 4 đã cắt được điểm và đem lại rút ngắn tỷ số hiện nay là 7-9. Văn Thịnh. Văn Thịnh đánh ra ngoài rồi, chưa chạm tay chắn. Trọng tài chưa xác định là chưa chạm tay chắn. Bỏ nhỏ chưa thành công của đội cấp 1. Vẫn còn. Văn Thịnh rồi. Vẫn còn. Và nói rất là nhanh các đội cầu thủ cấp 1 rất là nhanh. Và tiếp tục là bỏ nhỏ. Bỏ nhỏ tiếp. Liên tục là những pha bỏ nhỏ. Hiện nay đổi điểm cho xóm cốc 1 9-10. Rất là tiếc Văn Thịnh đánh bóng không qua. Và hiện nay xóm cốc 1 đã san bằng hòa điểm 10 hòa. Đến lượt cấp 1. Rất là tiếc, lỡ bóng rồi. Quả bóng đã chạm vào lưới cho nên là đón của Văn Triều đã không được chuẩn xác. Và ngay lập tức đội Mu Miệng phải tạm dừng để hội ý chiến thuật sau khi đội cốc 1 đuổi và hiện nay đang lên hơn một điểm, 11-10. Nói hai đội đánh rất là hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đội nữ hiện nay cũng thi đấu rất là gay cấn. Thời gian hội ý đã hết rồi. Sớm cấp phát bóng. Bật bóng không được tốt của Văn Thơ. Cần phải tổ chức lại để mà cắt điểm của cấp 1. Được điểm rồi, cắt được rồi, 11-12 rồi. Được điểm rồi. 10-2. Rất là tiếc. Các cầu thủ nhỏ con thôi nhưng mà đánh bóng nhanh như mèo. Vẫn còn. Hai. Hiện nay đội cóc 1 là dẫn điểm rồi. Dẫn 2 điểm, 14-12. Cần cắt điểm luôn. Đội Mu Miệng cần cắt điểm luôn, hiện tại không cho lên điểm nhiều. Hay. Văn Thịnh đã cắt được điểm rồi. 13-14. Hay. San bằng tỷ số rồi, 14-14 rồi. Quá hay. Vẫn còn. Văn Đức đánh bóng không qua rồi. Vẫn còn. Rất là hay. Không qua hàng tay chắn của đội cốc 1. Và hiện nay đội xóm cốc 1 đã lên 2 điểm, 16-14 rồi. Hay rồi. Văn Đức đã cắt được điểm, 15-16 cho đội Mù Biển. Hai đội đánh ở set đấu thứ nhất này rất là gay cấn. Cố gắng cứu bóng rồi. Ngoài trong sân. Thank you.
Sau khi đội cấp 1 đấy, cấp 1 là lên điểm thì đội xóm Mù Biện phải tạm dựng để hội ý. Nói đội xóm Cốc cũng là đội đánh rất là hay. Hiện nay thời gian hội ý hết rồi. Khán giả đến đón xem cũng rất là đông nhá, cả đội nam đội nữ. Công một phát bóng, Văn Đức dứt điểm rồi. Trong sân rồi, 19-16. Trong sân, vẫn còn được điểm rồi, 17-20. Các trận đấu của nữ hiện nay đã kết thúc. Gọi Bình đã thắng xóm đôi là tỷ số là 2-0 rồi. Đội Coi Bình sẽ được đánh trận chung kết. Không sang rồi, 19-20 rồi. Khán giả đến đón xem cổ vũ cho đội nam nữ giải bóng chuyền lần thứ 2 xã Công Mỹ rất là đông nhé các bạn nhé. Và sáng ngày hôm nay sẽ là các trận đấu phải nói là kịch tính của giải bóng chuyền. Các bạn nhớ đăng ký kênh Vui Phú để đón xem các hiệp đấu trận đấu tiếp theo nhá. Sẽ phát ở trên kênh YouTube cũng như là kênh Facebook của Quỳnh Phú. Bỏ nhỏ rồi, 20 hòa, rất là hay. Nó đã san bằng hòa điểm thì phải nói là rất cố gắng của đội Mũ Biện. Đánh bật tay chắn của Mũ Biện ra ngoài rồi, 22-20 cho xóm Cốc 1. Xóm Mũ Biện cần cắt điểm
không cho lên điểm hơn nữa. Cắt đi. Văn Thịnh. Lưới rồi, đội Cốc một đã phạm lỗi rồi. Lọt sang. Lọt chân nữa rồi. Cốc 1 đã lên số điểm là 23 rồi. 23, 21. Văn Thịnh bỏ bóng không được. 24 rồi các bạn ạ. Nếu mà chưa không cắt được quả này thì Trọng Sơn rồi, cắt rồi. 22, 24 rồi. Cần phải săn bằng hòa đi. Văn Dương phát bóng. Không được rồi. Trận đấu đầu tiên này sắm góc 1 đã thắng là 25-22. Ở trận đấu thứ hai này đội sắm cốc sẽ ở gần màn hình. Còn đội Mưu Biện sẽ ở bên kia. Đội Sắm Cốc phải nói là các cầu thủ rất là nhỏ bé nhưng mà đánh bóng rất là nhanh nhẹn. Đã giành chiến thắng ở set đấu thứ nhất rồi là 25-22. Còn tí phút nữa là sẽ các bạn đón xem hiệp 2. Hiệp nếu đội nào thắng sẽ bước vào đánh ở trận chung kết. Gặp đội sẽ gặp đội Bùi Cút. Đi qua màn hình toàn là cô gái đi cổ vũ cho đội Cốc 1. Mấy cô chưa có cháu nhá. Hiệp 2 được bắt đầu. Set thứ 2 này Mưu Biện phát bóng. Mưu Biện đã được một điểm đầu tiên. Đánh bóng không qua rồi. Để vào được quay chứ. Thế
đổi điểm cho cốc 1 rồi. Cầu thủ số 4 phát bóng. Phát bóng ra ngoài. Này. Cho mình. Không hiểu là cứ tỉnh nhé. Hai. Vẫn còn. Hoa hoa rồi. Hiện nay bên sân nữ đã cho đánh giải tranh giải 3. Đội xóm cốc 2 và đội xóm đôi. Và hiện nay đội nam hiện nay xóm Mu Miệng đang dẫn điểm 4-3. Năm ba rồi. Vẫn còn. Không được rồi, rất là cố gắng để mà cứu bóng. Cầu thủ số 10 có chiều cao 1m55, rất nhỏ bé. Xét bít ngoài sân rồi. Hay. Văn Dương đã cắt được điểm. Vẫn còn. Hay. Còi nhỏ của Văn Thị. Hiện nay là 8-5. Mu Miệng cần phải thắng ở set đấu thứ hai này để bước vào set đấu thứ ba. Này cốc 1 đang phòng thủ một cách bài bản để lên được cắt điểm của Mu Miệng. Hay. Cầu thủ số 9. Cầu thủ số 4 của cốc 1. Ngay lập tức đội góc một đội 9 thành công đội Mu Miệng.
Hai Văn Thịnh, Văn Thịnh bò nhỏ thành công. Không kịp trở tay của Văn Triều. Bây giờ cầu thủ số 10 phát bóng. Không được rồi. Theo như chúng tôi là Văn Chính vào trước một nhịp. Không được rồi, cầu thủ số 4 đánh bóng không thành công. 11-8 cho Mưu Biện. Chiều hôm qua xóm Mưu Biện đã để thua ở set thứ nhất đối với cốc 2 và sau set thứ hai đã lội ngược dòng. Được rồi, cầu thủ số 4 của cốc 1 đã đánh bóng mặt tay chắn ra ngoài. Sau khi đội cốc Mưu Biện đã được san bằng hòa chiều hôm qua, set thứ ba đã chiến thắng ở cốc 2. Sáng hôm nay sẽ gặp đội cốc 2 à cốc 1. Ở set 1 cốc 1 đã thắng rồi. Các bạn đang xem đây là đang hiệp 2 nhá. Hiện nay cốc 1 đã san bằng hòa 11 hòa. Bò nhỏ vẫn còn. Vẫn còn. Tiếp rồi. Cốc 1. Cốc 1 hiện nay lại lên điểm hơn rồi. 12-11. Và hiện nay đội Mưu Biện phải tạm dừng hội ý. Sau khi đội sắm cốc đã lên hơn điểm. Sắm Mưu Biện cần tổ chức lối đánh. Thời gian hội ý đã kết thúc rồi. Rồi. Mưu Biện chưa cắt được điểm. Mưu Biện cần cắt điểm cũng cho lên điểm cao
Ngoài rồi. Đây là 12 14. Cần 2 quả nữa để mà san bằng hòa điểm. Sám Cốc phải nói đánh bóng rất là nhanh. Số 3 phát bóng. Văn Chiêu cắt chưa cắt được rồi. Không được. Hiện nay lên 16-12 rồi. Ở trận đấu này đội nào thắng sẽ gặp đội Bùi Cút. Hiện nay lên điểm khá xa, 17-12. Điểm số 13 đã đủ về cho 13-17 rồi. Đúng là không là thủ quá các quý vị. 18-13. 5 điểm. Anh Việt. Lưu Việt cắt điểm chưa? Tấn công. Không được rồi. Điểm 20 rồi. Hồ Viện không cắt được điểm. Lên điểm rất là xa. Không của đội Sắm Cốc đã phát bóng thông qua. 15. Theo như chúng tôi là quả đấy không sang, không qua là mười sáu hai mươi
22-16 được các bạn ạ. Không sang rồi. Thời gian hội ý đã hết rồi. Mời các bạn xem hiệp đấu tiếp theo. Hiệp đấu được tiếp tục. Được rồi. 2-3 rồi. Còn 2 điểm nữa thôi. Gần chiến thắng đến với cốc 1 rồi. Sóng Biển có cắt được quả này chưa? Sóng Biển cần cắt. Nhưng may, rất là may, cầu thủ số 4 của cốc 1 đã phát bóng ra ngoài. Hiện nay điểm số là 19-22. Ngoài sân rồi. 20-23. Vẫn còn cơ hội cho Sóng Biển. Nhưng mà chạm tay chắn rồi, rất là tiếc. Được rồi, đã cắt được điểm. Vẫn còn cơ hội để mà san bằng. Bây giờ đến cốc. Cốc 2 bỏ nhỏ. Chưa được. Bóng cốc 2. Bóng cốc 1 đã đánh thắng rồi. Đã thắng rồi Mu Biệt. 25-18. Đội xóm cốc 1 sẽ gặp đội Bùi Phút ở trận đấu chung kết. Còn Mu Biệt sẽ gặp đội xóm đôi. Xin lỗi.